đã quyết, chàng cứ đi đi. Nhưng đi đâu thì nói cho em biết, để có chuyện gì còn biết đường tìm. Nàng không cần phải biết, nàng chỉ cần chờ nay mai. Ta sẽ trở về, ta sẽ mua cho hai mẹ con nàng thật nhiều đồ đẹp, rồi ta sẽ mua đất và cất lại căn nhà luôn. Chàng à, em biết là chàng... Đàn ông đã quyết, nàng đừng cản. Tí. Dạ. Cha đi nghe con. Cha ơi, cha đi đâu vậy? Có xe không cha? Cha đi làm ăn mà, phải xa chứ. Nhưng mà con yên tâm, khi cha về cha sẽ mua cho con thật nhiều đồ đẹp ha. Dạ. Tí, qua đây cha ẵm cái coi nè. Hèn chi, dạo này cha không thấy mẹ con bán bánh ú nữa. Ở nhà chơi nghe. Vậy cha đi một mình có buồn không cha? Ờ, cha buồn chứ. Cha có nhớ con không? Sao không, cha nhớ. Vậy cha, cõng con luôn nha. Cõng con đi mà cha. Nghe cha nè, bây giờ con ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phụ mẹ. Vậy là cha khỏe rồi. Con đi theo cha là cha không khỏe lắm. Vậy nghe. Dạ. Thôi, ta đi nha nè. Mình đi đâu đó? Đi đâu hỏi làm chi? Mình đi đâu phải nói chứ. Đi đâu mà không nói được? Đi đâu hỏi làm cái gì? Tôi đi vài bữa tôi về, không được nói với ai đó. Em chịu hết nổi rồi đó. Mình đi đâu phải nói cho em biết, để em còn giấu phụ mình. Còn không á, em la làng cho cả làng biết luôn á. Bà mà la làng lên cho cả cái làng này biết là tôi chết đó. Tôi đi thăm bà con, tôi mà nói ra cho ăn trộm nó biết nhà này không có đàn ông, nó vô nó quơ không còn một món rồi sao? Ủa, hai mẹ con thư thả quá ha. Đi chợ hả? Tí, bác hai nựng cái nè. Thôi, bác hai cứ nựng hoài, riết rồi cái mặt con sẽ luôn rồi nè. Thằng này. Ủa, thằng khờ đâu mà để cho hai mẹ con đi chợ nắng nôi như vậy? Không phụ giúp gì cho vợ con hết sao? Chuyện nhà tôi, chị bận tâm làm gì? Chồng của tôi không có vô dụng như chị nghĩ đâu. Ảnh đi làm ăn xa rồi. Làm ăn xa? Ủa, mà nó đi hồi nào? Mới sáng nay. Tôi thấy là ảnh quyết tâm lắm, cho nên là tôi cũng nhẹ lòng. Nhẹ lòng? Mày thấy nhẹ gánh hơn. Khi thằng chồng của mày á, nó vĩnh viễn không trở về nữa. Chị nói vậy là có ý gì? Mày là đứa thông minh mà. Thằng khờ đi làm ăn xa, vượt ngàn dặm, qua sông, qua suối. Nếu nó có mất vì lý do nào đó thì cũng dễ dàng quá. Chồng tôi. Không cần phải cảm ơn tao đâu. Tự mà lo liệu nha. Tí, cho bác hai nựng cái coi. Thôi, con đã nói là mặt con sẽ lắm rồi mà. Bác hai kỳ á hả? Đi thôi con.